Hai bạn thấy ông xã mình có một cái tính cách rất là khó chịu nhưng mà mình vẫn phải chấp nhận. Đó, Tú Anh. Mời Tú Anh, thấy có sự thở mạnh. Ừ, mạnh. Trời ơi, anh ơi, anh ấy bừa lắm. Anh bừa kinh khủng. Trời ơi, anh ấy đi tập về là cái đôi tất của anh ấy có thể vứt ở bàn làm việc một cái, vứt ở giường một cái. Có lúc con cầm tất lên, ê. Con cầm tất của bố chơi là chuyện bình thường. Xong là một vòng quanh nhà là rất là nhiều. Ví dụ như áo tập, áo anh ấy đi tập về ướt ấy ạ. Anh có thể vắt luôn lên ghế hoặc là vắt ở đâu đấy, rất là kiểu tạm. Rồi cái bàn làm việc của anh ấy, chai tương ớt, đồ ăn, thìa, đũa, tất. Mọi thứ nằm đây. Mọi thứ ở đấy luôn ạ. Thế nên là nhiều khi em ơi, chồng ơi, chồng mang vào trong kia vợ giặt cho. Em biết là mỗi người đều có một cái kiểu khiếm khuyết riêng ấy ạ. Thế nên là mình cũng mà muốn kiểu thay đổi từ từ chồng mình. Chứ bây giờ cứ cằn nhằn nhiều thì đôi khi lại phản tác dụng ấy. Thế nên nhiều khi đều cũng tức lắm nhưng mà vẫn phải hít thở một, ra ngoài cửa hít thở một cái xong rồi đi vào. Chồng ơi, đấy, không, cái gì, nhẹ cái, nhàng. Nói chung mà nhắc thôi. Tại vì vâng, mỗi lần ạ. mình cũng có cái tính. Vâng. Bản thân em cũng sẽ có một cái tính mà chồng em phải chấp nhận. Cho vâng, nên là những ạ. Gì mà không có cái tính là mình vâng. cứ từ từ. Không nha, không nha. Em thấy về cái vụ mà bừa bộn bê bối ở dơ là khiếm khuyết chung nha. Chung của tất cả đàn ông nha. Chồng em là ở trên đầu rồi, đầu nằm là đồ ăn vặt đầy luôn nha. Kẹo, bánh, tùm lum hết trơn nha. Anh là cái chiếc ghế nó còn dính vô cái lưng quần khi mà máng lên đó kìa. Trời không hiểu tại sao nó lại dính được như vậy. Nhiều lúc mình lấy xuống, ủa, tại sao cái chiếc ghế này lại nằm trên đây được. Thì Thúy nói, ơi, anh thấy hoài anh ơi. Và bây giờ anh đang cố gắng là lúc con về nhà cũng quăng vậy xong mình nhớ lại là mình phải sắp xếp lại. Nên chỉ có ngồi xuống xong rồi nhét đôi giày vô tủ theo đúng vị trí. Nhưng mà chắc được một hai lần. Lần sau thì cũng quăng tùm lum hết nè. Đúng rồi đấy anh ạ. Được một hai lần ạ. Xong rồi lần sau về là giày tập cũng để đấy, giày đi chơi cũng để đấy. Rồi là ba bốn đôi giày của anh ấy tất ở dưới. Xong rồi em lại phải ra em nhặt từng đôi lên, cất lên.